Xin chào các bạn, đến với bản tin giá vàng của kênh Netmedia CCTV hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo khảo sát trên các hệ thống kinh doanh vàng trên toàn quốc cho thấy giá vàng SJC trong nước có sự tăng giảm nhẹ ở một vài đơn vị kinh doanh, trong khi một số đơn vị khác không có sự điều chỉnh giá. Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ tăng so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giảm do đồng USD hồi phục. Giá vàng giao ngay giảm 0,14% xuống 1840,4 USD trên 1 ounce. Giá vàng giao tháng 4 năm 2021 tăng nhẹ 0,09% lên 1842,85 USD trên 1 ounce. Sáng nay, giá vàng SJC được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết tại Hà Nội. Chiều mua vào 56.200.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng. Chiều bán ra 56.600.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào 56.150.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng. Chiều bán ra 56.650.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng. Chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết ở chiều mua vào là 56.150.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng. Chiều bán ra 56.650.000 đồng một lượng, chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm nêu trên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại Hà Nội. Chiều mua vào 56.150.000 đồng một lượng, chiều bán ra 56.670.000 đồng một lượng, chênh lệch mua với bán 520.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào là 56.150.000 đồng một lượng, chiều bán ra 56.650.000 đồng một lượng, chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng niêm yết ở chiều mua vào 56.150.000 đồng một lượng và ở chiều bán ra là 56.670.000 đồng một lượng, chênh lệch mua với bán 520.000 đồng một lượng. Giá vàng BNJ niêm yết ở chiều mua vào 56.100.000 đồng một lượng, chiều bán ra 56.600.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, chênh lệch mua với bán 500.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC của Phú Quý niêm yết ở chiều mua vào là 56.300.000 đồng một lượng, ở chiều bán ra 56.700.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán ra, chênh lệch mua với bán 400.000 đồng một lượng. Tiếp theo mời các bạn xem giá vàng của các tổ chức ngân hàng lớn. Giá vàng tại Vietinbank Gold mua vào 56.050.000 đồng một lượng, bán ra 56.570.000 đồng một lượng. Vàng tại SCB mua vào 56.050.000 đồng một lượng, bán ra 56.450.000 đồng một lượng. Giá vàng tại Maritimebank mua vào 55.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.900.000 đồng một lượng. Và tại SHB mua vào 41.300.000 đồng một lượng, bán ra 41.820.000 đồng một lượng. Phần cuối của bản tin như thường lệ là thông tin thị trường vàng thế giới và tỷ giá tiền tệ của ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay 29 tháng 1 năm 2021, giá vàng giao ngay giảm 0,14% xuống 1840,4 USD trên 1 ounce, ghi nhận vào lúc 7 giờ 15 phút sáng theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4 tăng nhẹ 0,09% lên 1842,85 USD trên 1 ounce. Giá vàng tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày thứ năm, 28 tháng 1, vì giới đầu tư lựa chọn tìm nơi trú ẩn ở đồng USD sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed lo ngại về tốc độ phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ. Theo chuyên gia phân tích của Commerzbank cho biết, cuộc họp của Fed không có tác động tích cực đối với vàng vì đồng USD tăng trước. Và sau cuộc họp, việc các nhà đầu tư tìm đến nó như một kênh trú ẩn an toàn do lo ngại về thị trường tài chính, và điều đó gây áp lực lên giá vàng. Còn theo Reuters, Fed cho biết tốc độ phục hồi của việc làm và hoạt động trong nền kinh tế Mỹ giảm nhẹ trong những tháng gần đây và duy trì không đổi lãi suất cũng như việc mua lại trái phiếu. Giá vàng cũng chịu áp lực từ sự trì hoãn của gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD vì không được sự chấp thuận từ các nhà lập pháp đảng Cộng hòa với lo ngại nó quá đắt đỏ. Đồng USD neo gần mức cao nhất trong hơn một tuần trong phiên giao dịch trước, sau khi một đợt bán tháo trên phố Wall vào hôm 27 tháng 1 và thị trường chứng khoán châu Âu xuống thấp nhất trong một tháng trong phiên giao dịch sáng ngày 28 tháng 1. Sự trì hoãn của gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD vì không nhận được sự ủng hộ của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cũng có tác động tiêu cực tới giá vàng. Tuy nhiên, trong tương lai, nếu thị trường chứng khoán tiếp tục giảm, các nhà đầu tư có thể quay trở lại với vàng như một tài sản an toàn. Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,1% lên 25,26 USD trên 1 ounce, khi giá bạch kim giảm 0,1% xuống 1064,3 USD trên 1 ounce.
Giá Palladium cũng giảm 0,2% xuống 2.300.04 USD/ounce. Quay lại trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 29 tháng 1 năm 2021. 1 USD bằng 23.160 Việt Nam đồng. Và sau đây là tỷ giá mua bán của một số đồng ngoại tệ khác được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết, mời các bạn tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là bảng giá vàng ở trong nước được cập nhật vào lúc 9 giờ sáng hôm nay và một số thông tin thị trường vàng thế giới do kênh Net Media CCTV tổng hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin vào ngày mai.